Ca sĩ Dương Đình Trì, con trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Lệ Thủy vừa gặp phải vụ tai nạn giao thông. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Dương Đình Trì, con trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Lệ Thủy vừa gặp lại vụ tai nạn giao thông mà anh vừa gặp phải. Sự việc này khiến nam ca sĩ một phen hù vía vì thoát chết trong gang tấc. Theo chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này là do xe chở ca sĩ Dương Đình Trì bị hỏng thẳng, vì thế xe đang chạy với tốc độ 100 km/h thì khó lòng kiềm hãm lại được. Trên xe lúc đó ngoài cua tài xế Linda và Dương Đình Trì thì còn có diễn viên Trí Quang. Chiếc xe lao nhanh qua nhiều ngã tư và tông ngã mấy hàng rào liên tục, cuối cùng nó bốc khói. Dương Đình Trì là người thoát ra khỏi xe đầu tiên. Anh tìm mọi cách kéo diễn viên Trí Quang ra ngoài, sau đó cả hai lại tìm cách cứu cô tài xế Linda mắc kẹt trong đó vì các cửa khi ấy đã hỏng cả. Dương Đình Trí cho biết, vào khoảnh khắc đó bản thân anh nghĩ mình chỉ còn con đường chết chứ không sống nổi, nhưng may mắn thay anh choàng kịp tỉnh dậy và cứu thoát cả hai người bạn của mình. Anh mới cảm nhận được sự sống đã trở lại với cả ba. Ngay sau tai nạn diễn ra, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chăm sóc con trai. Hiện tại ca sĩ Dương Đình Trì, diễn viên Trí Quang và cô tài xế Linda đều đã ổn định tinh thần. Cả ba không có chấn thương nặng nào. Dương Đình Trì cùng mẹ, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy và diễn viên Trí Quang sau vụ tai nạn. Ca sĩ Dương Đình Trì, con trai nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cùng diễn viên Trí Quang bị tai nạn ô tô tại Mỹ, nhưng may mắn chỉ bị trầy sức nhẹ. Dương Đình Trì khiến đồng nghiệp và người hâm mộ anh lo lắng khi chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook về vụ tai nạn giao thông vừa gặp phải. Vừa ra khỏi shopping mall ở Westminster, xe thẳng không được và cứ thế lao với tự do tốc độ 100 km/h, tài xế không điều khiển được, lao vào hàng rào mấy căn nhà, vun vút ngày càng nhanh, đâm qua ngã tư, tông ngã mấy hàng rào và dừng lại bốc khỏi. Trí lao ra ngoài được và mở cửa kéo anh Quang ra ngoài, chỉ còn hai cánh cửa bên trái mở được, hai cửa bên phải bị khóa tự động, không thoát ra được, sau đó anh Quang cũng lôi được cô tài xế Linda ra ngoài. Ca sĩ này cho biết mẹ anh là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy lập tức đến hiện trường vụ tai nạn và vui mừng khi biết mọi người trên xe chỉ bị xây sát nhẹ. Trong giây phút thập tự nhất sinh, Trí chỉ thấy trước mắt mình là màu trắng và Trí nghĩ không còn đường nào sống nổi. Trí chỉ cần đâm một chiếc xe khác đang chạy nhanh hay một gốc cây là chết, Dương Đình Trí thổ lộ. Từ Mỹ, Dương Đình Trí xác nhận anh và diễn viên Trí Quang bị tai nạn nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều đồng nghiệp của Đình Trí cũng chia sẻ với anh và bày tỏ niềm vui mừng khi tất cả bình an. Hồ Văn Cường mới đây khiến khán giả xôn xao khi bàn tán xuất hiện bên cạnh ca sĩ Ngọc Sơn, quán quân Việt Nam Idol Kids tự tin khoe giọng bên ca sĩ Tình Cha. Tuy nhiên Hồ Văn Cường lại được chẩn đoán là có sức khỏe yếu. Hồ Văn Cường xuất hiện trong livestream của ca sĩ Ngọc Sơn, quán quân Việt Nam Idol Kids tự tin khoe giọng bên bậc cha bậc chủ. Hồ Văn Cường diện bộ vest màu vàng khá chỉnh chu. Dù ngoại hình khá gầy gò, nhưng giọng hát của Hồ Văn Cường mới đây là điểm khiến khán giả quan tâm. Trong đoạn video này, giọng ca gốc Tiền Giang còn thể hiện hít lòng mẹ trên nền đàn guitar của Ngọc Sơn để thay lời nhắn nhủ tới cố ca sĩ Phi Nhung. Theo chia sẻ của Ngọc Sơn, anh cùng Hồ Văn Cường muốn gửi đến khán giả những bài hát để sau này có thời gian nam ca sĩ vòng vòng. Không chỉ hát tặng mọi người, Hồ Văn Cường còn khiến khán giả sốc khi vô tình tiết lộ về sức khỏe. Cụ thể, Hồ Văn Cường chỉ mới hát được khoảng 3 bài, Ngọc Sơn đề nghị cậu hát thêm 4 bài nữa, tuy nhiên Hồ Văn Cường lại ngỏ ý còn xin phép hát 1 bài nữa. Lúc này, Ngọc Sơn buộc miệng, bài nữa thôi, sợ nó yếu. Điều này dù thế Hồ Văn Cường vẫn chưa ổn định được sức khỏe sau một thời gian dài vướng phải ồn ào với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, Hồ Văn Cường đã xuất hiện trên fanpage của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết Hồ Văn Cường là thành viên đội văn nghệ trình diễn trong sự kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam của trường. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ quê Tiền Giang xuất hiện trước công chúng sau thời gian vướng phải ồn ào. Trên sân khấu, Hồ Văn Cường mặc áo thun xẻ tay cùng quần jean sáng màu trình diễn ca khúc Người Thầy. Sau khi hoàn tất tiết mục, nam ca sĩ họ Hồ còn nán lại giao lưu cùng bạn bè.